tham vọng phủ sóng thị trường Đông Nam Á của VinFast, thêm bằng chứng khẳng định Malaysia là đích đến tiếp theo. Thời điểm này, thông tin liên quan đến việc VinFast sẽ đem những chiếc ô tô điện của mình đến thị trường Malaysia còn khá khan hiếm, tuy nhiên vẫn có một số chi tiết hé lộ điều này. Mới đây, trang Suza Sinsao của Malaysia đã đưa tin về hình ảnh bộ sạc DC của VinFast xuất hiện tại thị trường này, đồng thời dự đoán ngày ra mắt của thương hiệu Việt Nam đã đến rất gần. Theo ông Wong Sai Hue, người chia sẻ hình ảnh trụ sạc điện của VinFast trên nhóm Facebook, câu lạc bộ chủ sở hữu xe điện Malaysia. Trụ sạc này được phát hiện tại khách sạn Farrell Heritage ở thành phố Alauceta, bang Kedah. Trụ sạc của hãng xe điện Việt được trang bị hai kết nốt CCS2, bộ sạc DC cung cấp tốc độ sạc lên tới 60kW. Hiện không có thông tin nào đề cập đến phương thức kích hoạt, phí sạc cũng như khi nào bộ sạc sẽ chính thức hoạt động. Trước đó, chiếc xe điện VinFast đã được phát hiện trên đường phố Malaysia trong vài tháng qua. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2024, một chiếc VinFast VFE34 được chụp ảnh tại khi đang đỗ trên phố Petronas, Petralalin. Tương tự, tháng 6 năm 2024, chiếc VF5 bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Malaysia. Điều khiến chiếc xe này trở nên thú vị là nó có biển số đăng ký thay vì biển số thương mại. Thông tin này lấy dấy lên kỳ vọng VinFast sẽ sớm ra mắt VF5 tại thị trường này. Mặc dù VinFast đã thử nghiệm xe điện của mình trên đường phố Malaysia, nhưng kế hoạch cụ thể của công ty cho thị trường này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trang Suza Sinsao cho biết những chiếc xe điện VinFast dành cho thị trường Malaysia sẽ được sản xuất tại nhà máy mới của công ty ở Indonesia, dự kiến sẽ hoạt động từ quý 4 năm 2024. Được biết, VE34 và VF5 được thiết lập tay lái nghịch đang được bán tại Indonesia với giá khởi điểm lần lượt là 315 triệu IDR, khoảng 489 triệu đồng và 242 triệu IDR, khoảng 375 triệu đồng. Mức giá trên không bao gồm phí thuê pin cho các xe điện này. Gói thuê pin cho VE34 có giá từ 1,5 triệu IDR trên tháng, khoảng 2,3 triệu đồng. Với quãng đường di chuyển 3.000 km, trong khi VF5 là 999.000 IDR, khoảng 1,5 triệu đồng, với hạn mức quãng đường 1.500 km. Tham vọng của VinFast tại Đông Nam Á. Chỉ trong nửa đầu năm 2024, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã liên tiếp tấn công vào 3 thị trường Đông Nam Á, hợp tác với các nhà phân phối địa phương để bán xe điện. Thời điểm tháng 2 năm 2024, VinFast đã lên kế hoạch đầu tư đến 1,2 tỷ USD vào Indonesia trong dài hạn trong nỗ lực mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á sau khi niêm yết thành công tại Mỹ. Song song với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, hãng xe điện Việt sẽ đầu tư 200 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến lên đến 50.000 xe trên năm tại Indonesia. Đến cuối tháng 3 năm 2024, trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế Bangkok VIMS, VinFast ký kết hợp tác với 15 đại lý đầu tiên tại Thái Lan. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao sự hiện diện của hãng. Ngoài thủ đô Bangkok và 5 tỉnh lân cận thuộc vùng đại đô thị, mạng lưới đại lý của VinFast cũng sẽ mở rộng sang các thành phố lớn như Chiang Mai, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Ayutthaya và Chonburi. Tại thị trường Thái Lan, giai đoạn đầu, các đại lý sẽ kinh doanh VFE34, VF5, VF6 và VF7 cùng các sản phẩm xe máy điện của VinFast. Kể đến hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gia nhập thị trường Philippines với 4 đại lý đầu tiên để mở đường cho việc thiết lập mạng lưới bán lẻ mạnh mẽ của thương hiệu này. Các đại lý của VinFast tại Philippines sẽ kinh doanh những mẫu xe VF5, VFE34, VF7 và VF9. Bên cạnh đó, hãng đang nghiên cứu để giới thiệu mẫu xe điện mini VinFast VF3 và những chiếc xe máy, xe đạp điện tại thị trường này. Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch tập đoàn VinFast từng cho biết, việc mở rộng sang khu vực Đông Nam Á là một phần trong chiến lược phát triển toàn cầu của VinFast. Chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp cho các nước trong khu vực Đông Nam Á các giải pháp di chuyển thông minh và an toàn, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời và cuối cùng là thúc đẩy một tương lai xanh hơn cho mọi người, bà Thủy nói. Theo báo cáo doanh số mới nhất của hãng xe điện VinFast, riêng quý 2 năm 2024, VinFast đã bàn giao 12.058 xe, tăng mạnh 24% so với quý 1 và 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Những kết quả này cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ của VinFast. Dù vậy, những bất ổn kinh tế và thách thức trên toàn cầu đòi hỏi một chiến lược thận trọng hơn trong những tháng còn lại của năm 2024.
Do đó, công ty điều chỉnh mục tiêu giao xe ở mức khoảng 80.000 xe trong năm 2024, tăng 2-3 lần so với năm 2023, 34.855 xe. Trong nửa đầu năm nay, VinFast chính thức nhận đặt cọc mẫu Mini SUV VF3 và ghi nhận số lượng đặt cọc kỷ lục gần 28.000 đơn đặt hàng thị trường nội địa. Hãng dự kiến giao 20.000 chiếc trong 5 tháng cuối năm, trung bình 4.000 xe một tháng. Từ Cà Phê, Độc Đáo TV tổng hợp. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.